Chào tất cả các em. Hôm nay mình có buổi nói chuyện ngắn về cách nhận dạng đồ thị. Thì qua cách nhận dạng đồ thị này thì nó cũng sẽ tương đương như là cách nhận dạng bảng biến thiên. Chúng ta đi vào một số cái lưu ý để giúp chúng ta loại bỏ bớt những phương án không phải, thì chúng ta sẽ tập trung vào những cái phương án mà có khả năng là đúng. Thứ nhất, đối với hàm bậc 3 hoặc là hàm trùng phương, chúng ta nên xem thử là A âm hay là A dương để chúng ta lược bỏ những cái đáp án không chính xác. Thì chúng ta có cái cách chúng ta để ý như thế này, tức là chúng ta nhìn vào cái đồ thị hoặc là nhìn vào bảng biến thiên ở ngoài cùng bên tay phải. Nếu mà đồ thị nó đi lên, nó chính là A dương, và nếu đồ thị đi xuống thì nó chính là A âm. Ví dụ như các em có thể nhìn vào câu số 1. Như vậy chúng ta nhìn ở ngoài cùng bên tay phải. Như vậy đồ thị đi lên, thì như vậy là chứng tỏ đây là A dương. Còn ví dụ như là ở câu số 2, thì ngoài cùng bên tay phải đồ thị đi xuống như thế này, đây chính là A âm. Chúng ta có thể dựa vào cái mẹo này để chúng ta nhận biết nhanh là A dương hay là A âm. Đương nhiên chúng ta nắm vững các trường hợp ví dụ bậc 3 có hai cực trị hay là không có cực trị đồ thị như thế nào, hoặc là bậc 4 có một cực trị hoặc là có ba cực trị thì đồ thị như thế nào. Nhưng mà một số người nếu mà chúng ta vẫn chưa nắm vững thì chúng ta có thể sử dụng cái mẹo này là A dương thì ngồi cùng bên tay phải đi lên, A âm thì ngồi cùng bên tay phải này nó sẽ đi xuống. Thì như vậy là ở câu số 1 chúng ta thấy ngay đây là A dương. Thì khi đó chúng ta sẽ loại ngay câu A, câu B và chúng ta chỉ tập trung vào câu câu C, câu D. Đó là cái lưu ý thứ nhất. Còn đối với hàm bậc nhất, chia bậc nhất, chúng ta có thể là xem xét là y phải dương hay là y phải âm. Nhưng mà đối với hàm bậc nhất chúng ta chưa nên tính y phải liền, mà chúng ta nên để ý đến những điều gì? Thì chúng ta nên để ý đến cái tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của hàm số. Thì cái đó là chính là cái lưu ý số 3. Còn lưu ý thứ hai là gì? Là ngoài cái việc mà chúng ta để ý đến e âm, e dương, y phải hay là tiệm cận đứng, tiệm cận ngang, thì một số cái điểm thuộc vào đồ thị thì chúng ta kiểm tra xem thử là điểm nào nó thuộc vào cái đồ thị hàm số. Nếu cái điểm nào điểm mà không thuộc vào thì chúng ta sẽ loại ngay cái phương án đó. Ví dụ ở câu số 1 chúng ta sẽ kiểm tra những cái điểm ví dụ như x bằng 0, y bằng 4, hoặc là x bằng 2, y bằng 0, hoặc là x bằng 1, y bằng 2. Thì một xíu nữa khi vào câu cụ thể thì mình sẽ bấm máy kiểm tra cho các bạn. Và cái lưu ý thứ tư thì một số cái đồ thị thì thứ nhất, thứ hai, thứ ba chúng ta vẫn chưa nhận ra được, thì chúng ta phải lưu ý thêm một số đồ thị, chúng ta phải tính thêm là cái đồ thị nó có bao nhiêu điểm cực trị để chúng ta xử lý. Chúng ta đi vào câu số 1. Nhìn vào đồ thị này, chúng ta thấy ngay là A, A dương. Bỏ ngay A và B. Chúng ta kiểm tra dễ nhất là chúng ta nhận thấy là đi qua điểm 0, 4. Câu C và câu D đều đi qua điểm 0, 4, x bằng 0 thay vào y bằng 4. Nó còn đi qua điểm là 2, 0 và 1, 2. Thì chúng ta sẽ lựa chọn một hàm số chúng ta bấm. Nếu câu C không phải thì chúng ta không cần phải tính toán câu D và chúng ta sẽ chọn ngay. Ví dụ thầy sẽ bấm câu C. X mũ 3 trừ 2x bình cộng 4. X bằng 2, y bằng 0. Như vậy câu C rõ ràng không phải, x bằng 2 thì y bằng 4, chứng tỏ câu C không phải. Chúng ta chọn nhanh
Đó chính là phương án D. Như vậy câu 1D. Chúng ta qua câu số 2. Ngồi cùng bên phải đi xuống chứng tỏ là E âm. E âm chứng tỏ chúng ta sẽ loại ngay câu câu A. Chúng ta sẽ xử lý là B, C và D. Điểm dễ nhất chính là điểm 0, trừ 1, x bằng 0, y bằng trừ 1. Chúng ta lại loại tiếp câu D. Vì câu D là x bằng 0 thì y bằng trừ 4. Chúng ta kiểm tra hai câu B, C. Chúng ta bấm một trong hai câu. Ví dụ, chúng ta có thể là bấm câu C hoặc là câu B gì tùy ý. Giả sử thầy bấm câu C chẳng hạn. Trừ x qua. Cộng 3x bình trừ 1. Đi qua điểm có tọa độ là 2, 3. Như vậy mình gọi x bằng 2. Y bằng 3. Như vậy đây chính là đáp án của chúng ta. Nếu một số người cẩn thận thì chúng ta có thể là kiểm tra xem thử là trừ x mũ 3 trừ x bình trừ 1. Chúng ta gọi x bằng 2 thế vào y bằng trừ 3. Đó là câu B hoàn toàn không phải. Chắc chắn đó là câu 2C. Câu số 3. Nhìn thấy ngay. Đồ thị nó đi xuống. Như vậy đây là E âm. Cả 4 phương án đều là E âm. Chúng ta để ý tiếp. Nó đi qua điểm là có tọa độ là 0, 2. Trong khi câu C là 0, 1. Như vậy chúng ta loại câu C. Còn 3 phương án A, B và D. Nhận thấy ngay nó đi qua điểm có tọa độ là 1, 1. Thì chúng ta có thể nhìn sơ qua. Ví dụ như câu B. Thế 1 vào chứng tỏ là 2 trừ 1 trừ 1 bằng 0. Câu B loại. Câu A. 1, 1. Thế số 1 vào. Thì ở đây là trừ 1. Ở phía sau là 4. 4 trừ 1 là 3. À. Thì đây chính là câu D. Như vậy câu 3 đáp án là D. Hoàn toàn chúng ta có thể là giải nhanh những cái dạng toán này. Chúng ta qua câu số 4. A. Đây là E dương. Tất cả đều dương. Đi qua điểm có tọa độ là 0 trừ 1 phần 3. Tất cả đều 0 trừ 1 phần 3. Đi qua điểm có tọa độ là 1, 1 và 4, 1. Như vậy, nếu chúng ta có thể là dự đoán là hàm số nào chúng ta xử lý trước. Còn không, thì chúng ta sẽ bấm lần lượt. Ví dụ, ở đây có đi qua điểm là 1, 1. Thì ở câu A nếu thế số 1 vô thì 1 phần 3 trừ 1 phần 3 là hết. Thì còn đây là 3 cộng 2 là 5. Như vậy câu A loại. Câu B, thế số 1 vào. 1 phần 3 trừ 1 phần 3 hết. 3 trừ 2 còn 1. Thì chúng ta sẽ bấm câu B thử xem như thế nào. Hy vọng là đúng. 1 phần 3 x mũ 3. Trừ 2x bình cộng 3x trừ 1 phần 3. Chúng ta gọi x bằng 1, y bằng 1. Chúng ta gọi tiếp x bằng 4. À, y bằng 1. Chứng tỏ câu 4 chúng ta chọn đáp án B. Thì các em có thể là kiểm tra, nếu mà chúng ta thích, chúng ta có thể kiểm tra thêm câu câu C và câu D. Như vậy câu 4 là câu 4B.
Chúng ta qua câu số 5. Số 5. Nhận thấy A sẽ là A dương, loại ngay phương án D. Đi qua điểm có tọa độ là 0,2. A, B, C đều đi qua là 0,2. Ngoài ra nó đi qua là -2,2. Với lại bên đây là căn 2 trừ 2. Chúng ta bắt đầu chúng ta thế vào. Nếu chúng ta không có dự đoán phương án nào thì chúng ta cứ việc bấm lần lượt 2x4 trừ 8x bình cộng 2 trừ 22. Chúng ta nhập vào trừ 2 ra số 2. Chúng ta nhập tiếp căn 2 ra trừ 6, chứng tỏ là phương án A không phải. Trừ căn 2 nó sẽ ra là trừ 2, như vậy A không phải. Chúng ta thay đổi là phương án B và xóa đi, trừ 4 cộng 2. Chúng ta gọi số 2 2. Chúng ta gọi tiếp căn 2 ra trừ 2. À, như vậy là câu 5B thỏa cả các dữ kiện trên. Các em có thể là kiểm tra thêm câu câu 5C thì chắc chắn là sẽ không phải. Ví dụ trừ 2 rồi 4 hoàn toàn không phải, như vậy là câu 5 5B. Chúng ta tiếp tục câu số 6. Ở đây là A dương, loại ngay là A và D, còn lại B, C. Lưu ý đây cũng là một dạng của cái hàm trùng phương. Các em lưu ý đôi khi người ta bỏ vô nó là một cái hàm bậc 2 thì đó là parabol, thì hình dạng nó cũng gần như là nó sẽ giống nhau. Trở lại bài này, A dương, như vậy chúng ta loại A, D. Người ta chỉ cho duy nhất một điểm là 0, 1. Chúng ta thấy ngay câu B, câu C đều đi qua điểm 0, 1. Thì chúng ta căn cứ vào vào điều gì để chúng ta có thể nhận biết nó? Thì khi nãy chúng ta xem lại một số cái lưu ý. Nếu cái việc A âm A dương hay là điểm đi qua chúng ta chưa nhận biết được đồ thị thì chúng ta nên căn cứ vào số điểm cực trị. Thì ở câu này, ở câu số 6 này, hàm số đồ thị hàm số rõ ràng nó sẽ có một điểm cực trị. Như vậy ở câu B, câu C, các em có thể tính nhanh đạo hàm và biết được đâu chính là đáp án đúng. Nha, các em có thể tính nhanh đạo hàm. Và đáp án thì xíu nữa ở phía dưới thầy sẽ chiếu lên cho các em. Như vậy câu 6 chúng ta nghiêng về đáp án B và C. Chúng ta tính đạo hàm xem thử hàm số nào có một cực trị thì đó chính là đáp án của chúng ta. Chúng ta qua câu số 7. A âm, loại ngay phương án C. Đi qua điểm có tọa độ là 0 trừ 2. A, B, C đều là 0 trừ 2. Đi qua điểm có tọa độ 1 trừ 1. Như vậy 1 trừ 1, thế số 1 vào. A thỏa. Chúng ta thử phương án A. Một trừ một B cũng thỏa. Chỉ có phương án D là không thỏa. Như vậy chúng ta nghiêng về A hoặc là B. Ví dụ bây giờ thầy sẽ bấm phương A trừ x4 cộng 2x bình trừ 2 gọi x bằng 1 trừ 1, gọi x bằng căn 2
ra trừ 2. Như vậy câu 7 là phương án A, hoàn toàn chính xác. Câu số 8 và câu số 9, đây là hai hàm bậc nhất chia bậc nhất. Thì lưu ý, đồ thị nó là hai nhánh. Một là nó sẽ cùng đồng biến, hai là nó sẽ cùng nghịch biến. Thay vì chúng ta nhảy vào, chúng ta tính ngay y phẩy, thì chúng ta có thể dựa vào tiệm cận đứng hoặc tiệm cận ngang để chúng ta loại bỏ những phương án không chính xác. Ví dụ nhìn vào đồ thị số 8 thì chúng ta sẽ thấy là tiệm cận đứng chính là đường thẳng x bằng trừ 1 và tiệm cận ngang chính là đường thẳng y bằng 1. X bằng trừ 1 đây chính là nghiệm của mẫu. Thì chúng ta thấy ngay phương án A và phương án C chúng ta loại bỏ ngay. Vì phương án A nghiệm ở mẫu chính là x bằng 1. Phương án C nghiệm ở mẫu chính là x bằng trừ 1 phần 2. Thì đây chính là hai tiệm cận đứng AC chúng ta loại. BC có khả năng. Thì chúng ta xem tiếp là tiệm cận ngang. Đối với dạng y bằng AX cộng B chia cho CX cộng D thì tiệm cận ngang chính là đường thẳng y bằng A chia C. Thì ở đây chúng ta thấy tiệm cận ngang là đường thẳng y bằng y bằng 1. Phương án D tiệm cận ngang đây, 1 chia 1 là bằng 1, trong khi phương án B trừ 1 chia 1 là trừ 1. Như vậy câu 8D, chúng ta để ý tiệm cận đứng tiệm ngang sẽ giúp cho chúng ta nhận dạng nhanh hơn rất nhiều so với việc chúng ta tính đạo hàm. Thì nói về tính đạo hàm, chúng ta nên chuyển x ra đứng trước. Ví dụ đây là x trừ 2, x trừ 1. Ví dụ như câu B đây là trừ x cộng 2 chia cho x trừ 1. Chúng ta tính đạo hàm nhanh bằng cách là nhân chiếu xuống trừ trừ chiếu lên. Chúng ta qua câu số 9. Hai nhánh nghịch biến. Chúng ta nhìn vào tiệm cận đứng x bằng x bằng 1, tiệm cận ngang y bằng 2. Thì x bằng 1 ABC có tiệm cận đứng là x bằng 1. Phương án D chúng ta loại bỏ. Chúng ta nhìn vào tiệm cận ngang y bằng 2. À, câu A tiệm cận ngang là 1/2. Câu B tiệm cận ngang là 1. Như vậy là câu C, câu 9C. Đây chính là đáp án của chúng ta. Thì có vấn đề gì trao đổi, cần trao đổi thì các bạn các em có thể là bình luận ở cái ô bên dưới. Chào tất cả các em.